Vâng, xin chào tất cả cô bác chị khán giả nhá. Tết sắp đến rồi, đã rất là gần rồi. Quý anh chị đã sắm sửa cho mình được bộ bàn ghế nào chưa? Hôm nay cơ sở sẽ giới thiệu bộ ghế cột 14 này để xem là có phù hợp với tình hình tài chính này cũng như là không gian mà quý anh chị sử dụng không nhá. Thì trên này đó là một bộ bàn ghế 6 món, bao gồm một băng dài, hai ghế đơn, một bàn và một bàn nối, một đôn. Trên bộ này thì cơ sở sẽ khuyến khích khách hàng đó là sử dụng cho phòng khách có diện tích chừng khoảng 30 m², chúng ta dùng là đẹp nhất. Và trên bộ ghế này, đó là bộ ghế được làm với những tiêu chuẩn cao nhất có thể, đó là mặt bàn, mặt ghế, tất cả các bộ mặt luôn, tổng cộng là 6 món. Thì nó dày hết là 5 phân. Thêm nữa thì đây là bộ ghế được trang bị là tay nghe nguyên khối, rất là VIP các bạn nhé. To như này, chất lượng như này, đó là chúng ta đoán ra ngay được là cái tiêu chuẩn của nó rồi. Và thêm nữa thì bộ ghế này có các cái phần trương được đục tay thủ công, là phần trương nghê. Mẫu này thì được gọi là mẫu nghê ba đầu. Và đặc biệt là trên cái bản băng này thì con nghê được đục là bộ nghê là 4 tựa. Đó, thêm một chút nữa thì cái con nghê này được đục luôn cả hai mặt đấy các bác nhé. Mặt trước có nét và mặt sau nó cũng có nét luôn. Cho nên là cái bộ ghế này nó rất là đẹp về tổng quan, bao gồm mặt trước, mặt sau. Và thêm nữa thì trên cái hàng này, cơ sở bên em làm thì nó sẽ là hàng gỗ loại 1. Cho nên là quý anh chị có kiểm tra gầm đáy của sản phẩm ấy, nó cũng đẹp à, bất kỳ một cái món nào. Và đầu tiên thì xin giới thiệu với tất cả mọi người chiếc ghế băng nhá. Với bản băng 4 tựa thì các phần vách tựa thì cơ sở đục tứ linh, đó là long lân quy phụng, đó là 4 linh vật rất là quen thuộc rồi. Đó, mà mọi người cũng đang xem ở đây là các cái vách lèo rất đẹp. Và cái chất cây nữa nha, mọi người nhìn cái chất cây của một cái bộ bàn ghế á. Đây là một bộ bàn ghế đẹp, cho nên cây cối của nó thì nó rất là đều màu. Đó, nó không có hiện tượng là nó lệch màu nhau đâu. Và cái phần trương này là một cái phần mà khá là nhiều những cái gọi là công sức làm ở đây. Và nó là một cái phần trương đục tay thủ công hoàn toàn. Mọi người có thể thấy là cái con nghê nó rất là đẹp nhá, nó rất là sắc, nhìn nó cảm giác những cái con nghê này nếu như mà nhiều em bé có khi các em nhìn các em sợ à, bởi vì nhìn nó rất là thật và rất là dữ dằn luôn à, nghề rất tuyệt vời. Và với tay nghê nguyên khối thì sao ạ? Thì xin thưa với quý anh chị rằng đây luôn luôn là tiêu chuẩn VIP. Và một con nghê đẹp, một con nghê nguyên khối mà nó đúng tầm thì mọi người xem các cái phần mặt trước của nó này à, răng nanh mắt mũi đục nó đầy đủ luôn à, cái hầu bụng của nó này đầy đủ này, quả cầu bên dưới, chứ nó không giống như những con nghê mà cái mặt trước lại nó bằng không nhá. Đó là những cái hàng thường thôi. Còn đây là những cái hàng mình đục kỹ, hàng đẹp, nó phải là như vậy. Đây là một cái tấm mặt liền hoàn toàn. À, nguyên một tấm liền từ trước ra đằng sau, không ghép nối tại bất kỳ một cái chi tiết nào. Cho nên đây sẽ là một những cái giá trị của cái sản phẩm đỉnh cao. Thì với bộ bàn ghế này thì cơ sở có một chiếc bàn. Đây là một cái chiếc bàn dài nhất từ trước đến bây giờ trên phiên bản một cột 14. Đó là cái mặt bàn nó dài tới 1m8, bề rộng là 80. Đó, đây là một cái bàn rất dài nhé các bác nhé. Và chiếc bàn này thì có thêm một cái bàn nối nữa. Cái bàn nối này thì cơ sở làm cao bằng bàn và rộng bằng bàn luôn. Với mục đích thì để chúng ta xài cho nó chung một cái mặt luôn. Đó, trên một cái tấm mặt liền, rất tuyệt vời. Đó, và đến cái đôn cũng là mặt 5 phân các bạn. Phải nói rằng đây là một cái bộ ghế đầu tư với tất cả những cái gì tâm huyết nhất ở trong nghề và tất cả những cái gì dày dặn nhất của sản phẩm thì đều được đưa lên cái hàng này. Và trên bộ bàn ghế này thì xưởng em đang hoàn thiện với mức giá là 125 triệu. Thì video đã giới thiệu với các bác khá là nhiều từ lúc mộc cho tới lúc hoàn thiện rồi. Thì hôm nay cơ sở cũng trình bày lại với tất cả mọi người. Trong video thì nó cũng bị khống chế cái thời gian, không thể là quay video nó quá dài được, vì nói chung cũng chẳng ai muốn xem video dài đâu. Lên cơ sở cũng giới thiệu một cách nào đó một phần chi tiết của cái sản phẩm này. Và mong là quý anh chị nếu có nhu cầu, quý anh chị có thể tới tận nơi trực tiếp chúng ta tham khảo, chúng ta ngồi lên trên những cái sản phẩm như này, hoặc là chúng ta kiểm tra, thì quý anh chị sẽ thấy được hết cái tầm đỉnh cao và cái giá trị của cái sản phẩm này. Vâng, và Mộc Nam Huy xin cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Mong là mọi người có góp ý thì có thể cho cơ sở xin những bình luận tại đây nhá. Mộc Nam Huy xin chào.